Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Trong chuyên đề ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi về vụ án của nữ trùm ma túy tại Quảng Ninh. Sinh ra trong một gia đình có giáo dục, mẹ mất sớm, cha là cựu chiến binh, cô gái này được mọi người xung quanh nhận xét là hiền lành và chăm chỉ. Thế nhưng từ khi yêu phải một người nghiện ngập và buôn bán ma túy, cuộc đời của nữ phạm nhân đã rẽ sang một trang khác. Cô dần lún sâu vào tội lỗi để rồi cuối cùng không thể quay đầu. Nội dung vụ án này ra sao? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Nữ tử tù xinh đẹp lĩnh án tử vì tin vào tình yêu mù quáng. Năm 2012, trong số 22 tử tù cả nam lẫn nữ ở trại giam công an tỉnh Sơn La, Nguyễn Thị Phương Nga, sinh năm 1976, là một trong hai phụ nữ được đánh giá là xinh đẹp nhất với nước da trắng ngần và dáng người thon thả. Hoàn cảnh của Nga từ nhỏ cũng rất khó khăn. Cô sinh ra trong một gia đình nề nếp, có giáo dục ở vùng đất mỏ Quảng Ninh. Nga không may mắn vì mẹ mất sớm, là con gái lớn, bố lại là thương binh, nên ngay từ nhỏ, Nga đã ý thức được trách nhiệm của mình. Năm 2006, sau một năm ở Hạ Long tìm việc làm kể từ khi tốt nghiệp phổ thông, nhân dịp em trai thi đỗ đại học về Hà Nội theo đuổi sự nghiệp đèn sách, Nga cũng về cùng với lý do tìm việc làm ở đây để nuôi em. Hai chị em đã thuê một gian phòng nhỏ mặt ngõ ở quận Thanh Xuân. Do khéo thu vén nên cuộc sống của hai chị em cũng tạm ổn. Gian hàng sữa của cô tuy nhỏ nhưng gọn ghẽ trong một con ngõ nhỏ của quận Thanh Xuân, nơi cô vừa để trưng bày sản phẩm vừa là sinh sống. Nga không biết rằng sức sống tươi trẻ của mình đã hút hồn một thanh niên gần nhà tên là Ngô Minh Tâm. Một kẻ nghiện ma túy, nhưng vì kinh tế khá giả nên có bề ngoài béo đẹp, chứ không teo tóp, cáu bẩn như những con nghiện khác. Mê mẩn trước vẻ đẹp chân chất của cô gái bán sữa, tối nào Tâm cũng đến cửa hàng của cô, lấy cớ để được trò chuyện với chủ quán. Những câu chuyện không đầu không cuối giữa hai người trẻ tuổi đã khiến họ trở nên thân mật. Hơn một năm theo đuổi, cô mới nhận lời yêu khi biết Tâm là thợ sửa chữa ô tô, thu nhập ổn định. 20 tuổi mới biết đến thế nào là rung động đầu đời. Nga ngây ngất trong tình yêu. Khi nghe được lời hứa ngon ngọt của Tâm rằng sẽ giúp cô hỗ trợ bố nuôi em, cô càng thấy cảm phục. Nghe lời Tâm, Nga thôi bán hàng, chuyển về ngôi nhà bố mẹ Tâm xây cho con trai ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, quán xuyến việc nội trợ trong khi Tâm đi làm. Thi thoảng Tâm lại lấy ô tô của gia đình, nói là đưa người yêu đi đổi gió để đưa cô lên các vùng núi cao chơi. Những chuyến đi Sơn La, Hòa Bình, thậm chí lên cả Điện Biên khiến Nga càng tin tưởng vào tình yêu của mình. Nghĩ Tâm yêu cô thực sự mà không hề biết rằng thực chất những lần đi chơi ấy, Nga chỉ là bình phong để Tâm gặp đồng bọn, nhận ma túy đưa về Hà Nội tiêu thụ. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Tâm có kín đáo đến đâu thì cuối cùng Nga cũng biết anh ta nghiện và việc anh ta đang làm. Bàng hoàng, hẫng hụt, Nga rơi vào trạng thái không biết bấu víu vào đâu bởi cô chót ăn ở với người yêu và chuyện làm đám cưới cũng đã được hai bên gia đình bàn tới. Không dám tâm sự với bố vì sợ làm bố lo lắng. Tuy nhiên, cô vẫn không nguôi hy vọng sẽ dùng tình yêu cảm hóa Tâm. Nhưng chính cô lại là người bị Tâm thuyết phục lại. Rằng chỉ làm vài chuyến nữa thôi, sau khi kết hôn, Tâm sẽ cai nghiện và giải nghệ. Tin vào người yêu, Nga chỉ đủ tỉnh táo để nghĩ rằng nếu mình không một lần xách túi ma túy, chưa bao giờ cầm tiền đưa cho bạn hàng và cũng chẳng khi nào sử dụng số tiền ấy thì sẽ không phạm tội. Mặc dù thế, nhưng mỗi khi Tâm mang hàng đi Lạng Sơn, mình Nga trong căn phòng trống vắng, cô lại thấy thương Tâm vô hạn vì nghĩ rằng việc anh ta xông vào chốn nguy hiểm là vì hạnh phúc sau này của hai người. Cô cũng đã mừng đến chảy nước mắt khi người yêu thông báo sẽ đi chuyến hàng cuối cùng rồi hoàn lương. Nhưng điều đó đã mãi mãi không thực hiện được vì Tâm bị công an Trung Quốc bắt giữ cùng túi ma túy. Khi không thấy người yêu trở về như đã hẹn, Nga biết điều xấu nhất đã xảy ra. Song điều khiến cô sợ hãi nhất là không biết phải xoay sở làm sao với gói hàng gồm 4 bánh ma túy mà Tâm cất trong nhà, bảo để trả lại vì chất lượng xấu. Nga nghĩ ngay đến cách đẩy gói hàng trên cho những người bạn làm ăn của Tâm, nhưng vì chưa lần nào cô có ý định mua bán ma túy, nên không có số điện thoại của những người tiêu thụ. Lục tìm trong đống giấy tờ của Tâm, Nga tìm được số điện thoại một phụ nữ tên Trần Lan Hương, nhà ở Bãi Phúc Xá.
Nga biết Hương bởi một vài lần cùng Tâm lên Sơn La. Cô gặp Hương ở chỗ mua hàng, nhưng chẳng mấy khi trò chuyện. Khi nghe cô gọi điện thoại, bảo muốn bán 4 bánh ma túy, Hương đã đồng ý mua lại. Nga đâu biết rằng, tuy là đồng bọn của nhau, nhưng khi nghe tin Tâm bị bắt, Hương đã lập kế hoạch cướp lại gói hàng từ tay Nga. Theo kế hoạch, Hương bảo hai tên đồng bọn chờ sẵn ở điểm mà cô ta hẹn giao nhận hàng với Nga để khi Nga cầm túi ma túy tới. Hương nháy vào máy điện thoại của Nga và trong lúc Nga cúi lấy điện thoại thì đồng bọn của Hương lao ra cướp hàng. Người yêu bị bắt, hàng bị cướp. Nga không được yên thân khi đồng bọn của Tâm ở Sơn La liên tục gọi điện xuống thúc cô trả nợ thay với những lời lẽ hăm dọa. Sợ hãi, Nga đã làm theo sự chỉ dẫn của chúng là lên Sơn La lấy ma túy, đưa ra cửa khẩu cho đối tác. Lần đầu tiên trót lọt nhưng nợ vẫn chưa hết. Lần thứ hai, Nga lại nhắm mắt làm liều. Trong thâm tâm của cô lúc đó, chỉ mong sao xóa được hết nợ cho người yêu để Tâm có thoát nạn trở về không bị chúng hỏi tội. Cô không ngờ đó cũng là chuyến đi định mệnh của đời mình. Vào ngày 28 tháng 8 năm 2008, khi Nga được tên đồng bọn là Nguyễn Tiến Dũng lái xe taxi chở đi từ Sơn La về đến trạm soát vé huyện Chương Mỹ, Hà Nội, thì đã bị tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kiểm tra xe ô tô, phát hiện thu giữ 3 bánh heroin bên trong xe của Dũng. Qua đấu tranh khai thác, công an tiếp tục điều tra làm rõ, bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây mua bán vận chuyển từ Sơn La về Hà Nội. Các đối tượng trong đường dây của Nga rất manh động và liều lĩnh. Chúng thường mang vũ khí những lúc giao nhận hàng để bảo vệ và chống trả khi bị công an tấn công. Không những thế, để có được ma túy, các đối tượng còn tìm cách lừa lọc nhau, cướp ma túy của bạn hàng. Với hành vi mua bán 10 bánh ma túy, trong đó 4 bánh bị cướp, 3 bánh bị bắt quả tang, chưa kể 14 lần đi với người yêu, Nga đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La kết án tử hình. Chới với khi nghe tòa tuyên án, Nga rơi vào hoảng loạn vì không nghĩ rằng kết cục đời mình lại tàn khốc như vậy. Với hy vọng, dù là nhỏ nhất được sống sót, Nga đã viết đơn gửi lên Chủ tịch nước. Trong thư, cô bộc bạch rất thật nỗi lòng mình. Cô cho rằng vì đã quá mù quáng, tin tuyệt đối vào người yêu và đã sống hết mình với mối tình đó. Trong lá đơn xin ân xá viết gửi cho Chủ tịch nước, Nga đã viết rằng: "Khát khao cuộc sống của tôi chưa bao giờ mạnh mẽ như bây giờ. Trước kia tôi lầm tưởng rằng chỉ có tình yêu đôi lứa mới xứng đáng để mình hy sinh tất cả. Vì lẽ đó mà tôi đã sa chân vào con đường ma túy lúc nào không hay. Tôi lầm tưởng rằng chồng trước cưới của tôi buôn bán ma túy cho người Trung Quốc để kiếm tiền xây đắp hạnh phúc cho tình yêu của chúng tôi thì không hại gì đến người dân Việt Nam. Những ngày tạm giam chờ trả giá, Nga không biết làm gì để giết thời gian và để khỏi phải nghĩ, nhưng không thể. Có giai đoạn cô gần như không phân biệt được khi nào là ngày là đêm. Những lúc tỉnh táo, Nga vật vã khóc lóc khi nghĩ tới bố, tới các em, rồi chợt lặng lẽ như cái bóng, ai hỏi gì cũng ngơ ngác sợ sệt. Những lời động viên của bạn tù, lời an ủi của quản giáo chỉ làm Nga bớt dần sự hoảng loạn, chứ không thể giúp cô trở lại bình thường. Đau đớn khi thấy con gái đang tuổi xuân mơn mởn mà tan tạ vì suy nghĩ, người bố thương binh của cô đã chống gậy vượt đường xa lên thăm con. Quà gửi vào thăm con, ngoài bát canh khoai sọ nấu xương mà từ bé Nga rất thích, ông còn mang cho cô một bộ kinh gồm 4 quyển. Ông khuyên con gái hãy đọc những lúc cảm thấy trống tránh, không nghĩ được gì. Chẳng biết có phải do đọc kinh hay do lời khuyên chân tình cất lên từ gan ruột của người bố thương con đã giúp Nga lấy lại thăng bằng. Sau khi gặp bố, cô đã biết chấp nhận số phận, đã không còn bỏ bữa khóc lóc như trước nữa. Mỗi đêm trở dậy, việc đầu tiên cô làm khi bình minh hắt tia nắng sớm mai vào phòng là dở kinh ra đọc cho tới khi quản giáo vào phòng kiểm tra. Nga bảo dù chỉ được bố lên thăm một lần, nhưng ông đã truyền cho cô niềm khao khát được tiếp tục sống để trở thành người lương thiện. Trong lá đơn xin ân xá, Nga viết: "Là công dân của đất nước Việt Nam, ai cũng tự hào được viết quốc hiệu của đất nước mình trên các văn bản. Còn tôi, những ngày này khi nghĩ về quốc hiệu của quốc gia mà thấy tiếc cho những ngày làm công dân của mình." Chính vì thế mà Nga càng khát khao sống, dẫu khát vọng ấy thật mơ hồ, nhưng dù thế nào thì cô cũng sẽ chấp nhận. Không một lời nhắc tới người yêu, cô dường như không còn oán trách người đàn ông đầu đời của mình. Vì anh ta mà cô có một kết cục bi đát.
Thưa quý vị, có lẽ cái giá phải trả cho một tình yêu mù quáng của Nguyễn Phương Nga là quá đắt. Cô gái này cũng phải chịu trách nhiệm với chính lựa chọn sai lầm của mình. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.